Được rồi. Ở đây tôi đang bật trên màn hình của tôi là cái phần mềm mà các bạn phải học đấy. Phần mềm nó có tên là SQB, tức là School QB này. Đó. Là cái phần mềm mà là ngân hàng câu hỏi, quản trị ngân hàng câu hỏi. Thì tôi nói tổng quan về về phần mềm trước nhé. Thì phần mềm này nó sẽ có hai cái tính năng chính, và cũng là hai cái nó quản lý hai hệ thống file độc lập với nhau. Đấy, cái này là đây là cái đặc thù khác với những phần mềm khác đấy. Ví dụ như các bạn làm việc với phần mềm soạn thảo văn bản Word chẳng hạn, nó chỉ làm việc với một loại file là file doc thôi. Chúng ta làm việc với phần mềm PowerPoint, nó chỉ làm việc với một loại file là file PPT thôi. Còn phần mềm này nó làm việc với hai loại file. Một là file ngân hàng câu hỏi và hai là file để kiểm tra. Các bạn sẽ thấy đấy, là phần mềm được cho phép chúng ta có thể làm việc với hai loại file đó độc lập với nhau. Nhưng mà ý tưởng là như thế này, là chúng ta làm việc với cái file ngân hàng câu hỏi là cái file mà lưu các cái kho câu hỏi. Chúng ta nhập câu hỏi vào và lưu trong các cái tiệm ngân hàng câu hỏi đó. Đấy, thì phần mềm này có tính năng là tạo ra ngân hàng câu hỏi và làm việc với các ngân hàng câu hỏi. Được chưa? Vậy đó là một cái năng chính rất quan trọng. Tính năng thứ hai là từ cái năng câu hỏi này chúng ta sẽ tạo ra các cái đề kiểm tra. Đề kiểm tra để sau đó ta phát cho học sinh. Thì mỗi đề kiểm tra là một cái file riêng. Như vậy là ngân hàng câu hỏi là một file, đề kiểm tra là một file. Bạn chú ý nhé. Nhìn như vậy có hai loại file. Phần mềm này có tính năng làm việc với cả hai loại file. Đấy, các bạn chú ý. Để tôi cho các bạn xem nhé. Thực đơn này, đây là hệ thống này. Thì hệ thống là những cái lệnh mà các bạn thấy là có chức năng là khởi tạo ngân hàng câu hỏi. Thấy không nào? Chức năng là mở ngân hàng câu hỏi hoặc đóng ngân hàng câu hỏi. Nhưng đây là cái tính năng chúng ta có thể tạo ra các ngân hàng câu hỏi, các cái file ngân hàng câu hỏi và mở nó ra làm việc xong rồi lại đóng nó lại. Thì tại một thời điểm chỉ có thể mở được một tệp ngân hàng câu hỏi thôi. Đấy, thì đó là những tính năng mà để làm việc với các ngân hàng câu hỏi nhé. Khi chúng ta mở một ngân hàng câu hỏi ra làm việc thì chúng ta có thể tạo đề kiểm tra. Thì cái thực đơn này này đó là thực đơn cho phép chúng ta là khởi tạo đề kiểm tra. Chúng ta có thể là mở đề kiểm tra ra và đóng đề kiểm tra lại. Như vậy có hai loại file nhé, nhắc lại hai loại tệp. Một tệp là ngân hàng câu hỏi và hai là tệp là để kiểm tra. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì thế nào là ngân hàng câu hỏi? Ngân hàng câu hỏi là một cái file mà lưu ngân hàng câu hỏi của một cái môn học nào đó. Ví dụ như tôi là giáo viên toán 7 thì tôi sẽ tạo ra ngân hàng câu hỏi toán lớp 7 cho tôi dùng. Tôi là giáo viên hóa 9, tôi sẽ tạo ra một ngân hàng câu hỏi là hóa 9 cho riêng tôi. Nhưng mà bạn như vậy là mỗi giáo viên dạy một môn học nào đó thì chúng ta sẽ tạo ra một ngân hàng câu hỏi của môn học đó cho riêng mình. Thì thông thường một ngân hàng câu hỏi như vậy, một file ngân hàng câu hỏi như vậy là một cái môn học của một khối lớp. Ít ai mà về nguyên tắc có thể được, nhưng ít ai mà làm ngân hàng câu hỏi chung cho cả lớp 6, lớp 7, lớp 7, lớp 8 cũng có. Thông thường là một ngân hàng câu hỏi như vậy chỉ là một lớp thôi, một cái khối lớp thôi. Đó. Thì đó là cái ngân hàng câu hỏi nhé. Thì một ngân hàng câu hỏi như vậy là một cái file có đuôi là QB ở trên đĩa, và khi chúng ta cần tạo ra mà khi chúng ta tạo ra một lần rồi và chúng ta sẽ dùng nó mãi mãi, chúng ta không bao giờ xóa. Chúng ta tạo ra, chúng ta nhập câu hỏi vào trong đó thì nó làm cái kho của câu hỏi mà chúng ta nhập vào, và nó cả này nó càng đầy ra, mở ra đầy ra mãi như vậy, và cái file đó chúng ta dùng mãi mãi luôn, quý nhé, không được xóa đi. Vì xóa đi là bao nhiêu công chúng ta nhập vào câu hỏi chúng ta lại xóa đi thì việc không được. Nhưng mà thậm chí phải lưu nó ở một vài nơi để phòng nó bị virus, để phòng ai đó xóa mất đi, để phòng nó tính hỏng, chúng ta còn có cái bản chúng ta lưu lại được. Như vậy là cái tiệp ngân hàng câu hỏi là tiệp rất quan trọng, tiệp đầu tiên quan trọng mà mỗi người khi tạo ra cần lưu một cái mục riêng của mình để cất đi, tức vì nó rất là quan trọng. Các bạn chú ý nhé. Đó, thì đó là ngân hàng câu hỏi. Thì mỗi một giáo viên là chúng ta có thể làm việc với, có thể tạo ra một vài ngân hàng câu hỏi cho riêng mình. Đấy.
hoặc chúng ta tạo ra là câu hỏi dùng trong chung cho toàn trường. Nếu mà hiệu trưởng hiệu phó chúng ta yêu cầu chúng ta làm, thì nếu mà nhà trường làm thì cái file là câu hỏi sẽ được lưu ở ở nhà trường, lưu ở cái người làm quản trị đấy. Còn chúng ta làm cho riêng chúng ta thì chúng ta sẽ tạo ra cái ngân hàng câu hỏi này cho riêng chúng ta, lưu máy tính của các bạn. Được rồi, thì khi chúng ta mà có ngân hàng câu hỏi rồi thì chúng ta sẽ phải nhập câu hỏi vào, nhập bao nhiêu thì đủ, bạn nữa tôi nói, nhưng mà phải nhập đủ lớn để nó có thể sinh ra để kiểm tra được một cách rất là tốt nhé. Rồi chúng ta tạo ngân hàng câu hỏi, chúng ta nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi đó, nhập khi nó đủ lớn rồi chúng ta bắt đầu dùng rồi, chúng ta sẽ làm cái lệnh để sinh ra các cái đề kiểm tra. Thì kiểm tra đây thì kiểm tra có thể kiểm tra hàng ngày, kiểm tra 15 phút, hoặc là kiểm tra học kỳ, kiểm tra giữa học kỳ, kiểm tra cuối kỳ hay là gì đó. Thì mỗi mỗi đề kiểm tra như vậy là cái gì, nó là một cái file, làm cái file nôm na như là một tờ giấy trắng ấy. Và từ cái câu hỏi sẽ phần mềm sẽ tự động sinh ra cái đề kiểm tra này. Kiểm tra nó có khoảng ví dụ là nó có là 30 câu, 40 câu, 50 câu, tùy chúng ta lựa chọn cái ma trận đề cho ngân hàng câu cho cái đề kiểm tra. Mỗi đề kiểm tra ở với một cái ma trận đề, được chưa? Ví dụ là tôi làm cái đề kiểm tra là thi kiểm tra một tiết 45 phút của chương 1 chẳng hạn, của sách giáo khoa. Tức là một cái đề kiểm tra trắc nghiệm chẳng hạn, cũng có 30 câu ví dụ thế. Hay tôi làm cái đề kiểm tra thử thi vào 10 môn toán thì nó là một cái đề kiểm tra cũng có 50 câu, tôi lấy ví dụ như vậy. Thì mỗi đề kiểm tra như vậy là một file ở trên đĩa, và nó được sinh ra tự động từ ngân hàng câu hỏi. Mà chúng ta phải có ngân hàng câu hỏi trước, sau sinh ra đề kiểm tra. Thì mỗi đề kiểm tra như vậy là một cái file rất là nhỏ, file này bé thôi. Thì với cái file này chúng ta có hai cách sử dụng. Nhắc lại các bạn nhé, nhắc lại này. Một là chúng ta dùng cái file này, chúng ta in ra giấy, ta mở cho máy tính mở ra, chúng ta có thể đẩy ra file Word, in ra giấy để phát cho học sinh làm bài ở trên 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 giấy, hoặc là chúng ta cho học sinh làm bài trên máy tính bằng bằng cái file đó. Thì các bạn tương lai chúng ta có thể là copy cái file đó về nhà cho học sinh về nhà làm bài, hoặc chúng ta cái file đó là dùng để copy trên cái mạng LAN của nhà trường, thì toàn bộ học sinh sẽ đứng vào đấy và sẽ làm bài bài kiểm tra online. Thì khi làm bài kiểm tra online trực tuyến ấy thì phần học sinh sẽ tải một phần mềm khác của công ty chúng tôi tải về, và cái phần mềm tải về đó là miễn phí, và học sinh sẽ dùng phần mềm đó mở cái đề kiểm tra này ra và làm bài trực tiếp trên máy tính, làm bài trắc nghiệm. Làm xong rồi thì tự động là phần mềm sẽ chấm điểm học sinh đi về. Được chưa? Đó là như vậy, tôi nói cho các bạn là cái chung nhé. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái bước cụ thể. Thì phần này là tôi đã luôn là nó lồ với lệnh này, nó rất nhiều lệnh không nào đây. Thì chúng ta không phải học hết đâu, chúng ta học một số thôi, học những cái chính thôi. Còn các bạn cứ làm quen rồi với nó, cứ làm quen với nó dần, thì cái hàng ngày chúng ta sẽ hiểu biết dần lên, và sau khoảng là nửa năm hay là một năm học chúng ta rất là thạo nó rồi. Thì bây giờ tôi mô tả các cái lệnh cụ thể chính chúng ta cần cần phải biết. Đây tôi đã đưa ra đây một cái file này rồi. Cái file này các bạn nhìn rõ nhỉ, cái file này là tôi lưu ở đây là có 14 cái bước quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Thì nếu chúng ta mà làm thành thạo 10 cái bước 14 bước này thì chúng ta sẽ thạo phần mềm đấy. Tôi sẽ mô tả ngắn gọn trước nhé để chúng ta hình dung nhé. Đây, bước 1 chúng ta cần biết là khởi tạo một ngân hàng câu hỏi mới tinh. Được chưa? Thì ta làm cái gì? Khi khởi tạo ngân hàng câu hỏi mới tinh thì trước đó chúng ta sẽ phải nhập vào trong nó ngay lập tức là các kỹ năng của ngân hàng câu hỏi. Kỹ năng là cái gì? Chính là cái mức độ của các câu hỏi của ngân hàng câu hỏi. Thì hiện nay là ở trên bộ, trên các trên trên sở, trên phòng đã có quy định chính thức rồi, là mỗi một kỳ ngân hàng câu hỏi như vậy là các câu hỏi của chúng ta đấy gồm nó chỉ có bốn bốn kỹ năng thôi, là kỹ năng biết, kỹ năng hiểu, kỹ năng vận dụng thấp, vận dụng cao. Như vậy nhập cái này này mà chỉ là nhập bốn kỹ năng rất đơn giản, cũng là rất đơn giản. Tiếp theo nữa là khái niệm là ma trận kiến thức. Đây
là cái gì. Thì mỗi một cái môn học, mỗi một cái ngân hàng hỏi ứng một môn học, như là ngân hàng học của tôi là môn toán 7 hay là địa 8 hay là lý 9, thì nó sẽ đi kèm theo là cái ma trận kiến thức của môn học đó. Như tôi làm cái khởi tạo Martin ngân hàng câu hỏi là hóa 9, thì sau đó tôi sẽ phải nhập vào trong ngân hàng câu hỏi đó là một cái ma trận kiến thức của môn hóa lớp 9. Thì ma trận kiến thức của môn hóa lớp 9 là cái gì? Nó chính là danh sách các cái bài học sinh giáo khoa, đúng là như vậy. Được chưa? Nó là một cái dãy các cái bài học mà tôi gọi các chủ đề lõi nhé, là chính bài học của sinh giáo khoa. Và mỗi câu hỏi chúng ta nhập vào là phải ứng với một cái bài học, một cái kiến thức lõi đó. Được chưa? Thì lại đây chúng ta sẽ xem. Thì hiện nay thì trên phần mềm nó có tính năng là tự động nhập cái ma trận này cho cái chương trình phổ thông hiện tại. Còn mai kia khi mà chúng ta đổi sang chương trình mới thì các bạn sẽ phải nhập lấy. Hoặc cái đó chúng tôi khi mà có sách giáo khoa mới, chúng tôi sẽ cập nhật cái lệnh này. Hiện nay chúng tôi chưa có sách giáo khoa mới. Mà rất là khó, mà từ sân năm chuyển đi chương trình mới là chúng ta có nhiều sách giáo khoa. Nhưng mà cũng khó mà cái mô hình cũ là chúng ta chỉ có một sách giáo khoa thôi. Cho nên là cái mặt trận này là nhập rất là dễ. Nhưng mà trong tương lai là chúng ta có nhiều bộ sách giáo khoa thì tôi không dung là nó sẽ như thế nào. Tức là chúng ta sẽ nhập theo cái không phải nhập theo sách giáo khoa mà nhập theo chương trình khung của bộ. Có lẽ như vậy. Cái câu chuyện này là nhập theo chương trình khung của bộ. Còn khi các bạn có sách giáo khoa cụ thể, các bạn sẽ chiếu sách giáo khoa đó vào chương trình khung của bộ. Chương trình khung 2018 ấy thì chúng ta sẽ ứng với là những bài này của sách giáo khoa, ứng với là cái phần này của chương trình khung. Đấy. Rồi. 4 là cái lệnh mà khi mà nhập cái là câu hỏi thì phần mềm có tính năng là tự động nhập ma trận kiến thức. Đó. Như vậy là 4 cái này này, thực chất nó là 1. 4 cái lệnh này, từ 1 chuyến 4 này nó là một lệnh thôi. Và một lệnh đó rất đơn giản, tôi sẽ nói sang ngay bây giờ. Được rồi, khi mà chúng ta đã có cái ngân hàng câu hỏi rồi, có ma trận kiến thức rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cái này là nhập câu hỏi vào trong cái ngân hàng. Thì nhập như thế nào, bao nhiêu câu thì là đủ, thì bằng cách nào, thì câu hỏi tôi sẽ trả lời luôn nhé. Là nhập như thế này, là nhập theo file doc. Chúng ta sẽ không nhập trực tiếp máy, chúng ta các bạn nhập qua file work, sau từ work nhập vào rất là nhanh, rất thuận tiện. Vì sao? Vì chúng ta đã thạo file work rồi, thạo phần mềm văn bản rồi thì nhập vào văn bản rất là nhanh. Sau từ work chúng ta chuyển nhập vào cũng rất là nhanh. Lát nữa tôi sẽ mô tả cái đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói luôn là nhập như nào thì là đủ thì như thế này. Mỗi một cái kiến thức lõi, mỗi một bài học sách giáo khoa, chúng ta làm một file doc. Mỗi một bài học sách giáo khoa hay là mỗi một cái kiến thức lõi, chúng ta làm một cái file doc. Trong file doc đó là chứa câu hỏi ứng với một cái kiến thức này, kiến thức của bài học này. Được chưa? Đó. Thì ví dụ chúng sách giáo khoa chúng ta ví dụ là có là 30 bài học thì chúng ta sẽ tạo ra 30 cái file doc. Mỗi file doc như vậy ứng một cái bài học của sách giáo khoa, mà một cái file doc đó là chứa câu hỏi để kiểm tra kiến thức của bài học đó của sách giáo khoa. Các bạn hiểu chưa? Như vậy nó rất đơn giản. Thì những cái môn học mà nó chỉ có là 35-70 tiết thôi thì dễ, còn như môn cũng một thật là môn dài, chỉ có môn toán, môn ngữ văn thôi thì nó khó, thì cái môn đó chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn. Còn những cái môn dễ, còn môn là toán, là môn lý hóa sinh địa sử vân vân tin học thì nó rất là ngắn, cho nên chúng ta sẽ cứ bấm một cái bài học sách giáo khoa, chúng ta làm một file work. Thì file work đó nó chứa bao nhiêu câu thì là đủ, thì như này, cái file work đó là nó phải có các câu hỏi đủ cả 4 mức luôn, là mức nhận biết, mức thông hiểu, mức dụng thấp, dụng cao. Được chưa? Như vậy mỗi mức như vậy, giả sử một mức như vậy là 10 câu cho một cái bài học, thì chúng ta phải có một cái file như vậy, phải có đủ là 40 câu. Nên theo tôi như vậy là mỗi một cái bài học của sách giáo khoa chúng ta sẽ nhập vào một cái file doc và có khoảng là 40 câu. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tôi nói tiếp sang tổng quan tiếp theo, sang cái bước tiếp theo nữa rất quan trọng là nhập cái mẫu đề kiểm tra. Đó, cái mẫu đề kiểm tra. Chúng ta sẽ không tạo để kiểm tra trực tiếp
từ cái câu hỏi mà chúng ta tạo thông qua gọi là cái mẫu đề kiểm tra. Mẫu đề là cái gì? Cái mẫu đề này nó là một cái ma trận đề, nó là một cái khung có sẵn của một cái đề kiểm tra mà chúng ta sẽ cần phải tạo cho học sinh. Ví dụ tôi làm cái mẫu đề kiểm tra là thi giữa kỳ 1, kiểm tra giữa kỳ 1, kiểm tra cuối kỳ 1, thi kiểm tra giữa kỳ 2, kiểm tra cuối kỳ 2. Đó là những cái phần kiểm tra mà trên sở bắt buộc chúng ta phải làm. Chúng ta sẽ làm các cái ma trận đề mỗi đề kiểm tra với nó, được chưa? Thì như vậy là mỗi một cái đề kiểm tra mà chúng ta muốn, mỗi một cái mẫu đề kiểm tra chúng ta tạo ra ứng với một cái mẫu mà chúng ta cần phải tạo đề kiểm tra thực tế. Thì lệnh số 7 này là lệnh khó nhất của toàn bộ buổi hôm nay. Đây là lệnh khó nhất cho ngày hôm nay đấy nhé. Các cái mẫu này nằm trong các cái nó không nằm lung tung, nó nằm trong các cái thư mục, các cái folder. Thì một cái folder đó người ta gọi là, chúng ta gọi là các cái nhóm mẫu đề kiểm tra. Những cái nhóm mẫu đề kiểm tra này này là các cái thư mục dùng để lưu trữ cái đề kiểm tra này. Về cái lệnh 6 này dạy rất là dễ, chỉ cần tạo thư mục thôi. Còn lệnh thứ 7 này là lệnh khó nhất, được chưa? Như vậy là toàn bộ từ 1 đến 7 là một nửa phần đầu của cái hôm nay chúng ta học ấy. Thì khó nhất là lệnh số 7. Rồi, lệnh số 7 là sửa chữa lần vừa rồi, sang lệnh 8 là rất là dễ. Chúng ta từ một cái mẫu đề này, chúng ta chỉ bấm một nút thôi là tạo luôn ra được đề kiểm tra. Lệnh 8 là rất là dễ vì chúng ta đã có sẵn cái đề cái lệnh 7 rồi. Lệnh 8 chúng ta tạo đề kiểm tra rồi thì sang lệnh 9 xem đến đề kiểm tra cho học sinh rất là dễ. Chọn câu hỏi để kiểm tra rất là dễ. In đề kiểm tra rất là dễ. Chỉnh sửa đề kiểm tra cũng rất là dễ. Như vậy tất cả cái bên phải này đều rất là dễ dàng cả. Kiểm tra trực tuyến cũng rất là dễ. Giả soát kiểm tra là câu hỏi kiểm tra trong ngân hàng câu hỏi cũng rất là dễ. Như vậy là toàn bộ lệnh từ 8 cho đến 14 là dễ. Tôi sẽ nói ngay tối nay cũng đơn giản. Bên này từ 1 cho đến 4 là dễ. Như vậy là khó nhất chỉ có là 5 và 7, 6 là dễ. Như vậy khó nhất là lệnh 5 và 7. Đó nhé, các bạn chú ý nhé. Vậy tôi có cái tổng thể chúng ta nhìn tổng quan. Các bạn biết rằng là các bạn phải học cái gì. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi quay lại cái tệp của chúng ta và tôi bắt đầu tôi các bạn cho bạn theo dõi tôi thực hành trên máy tính nhé. Tôi sẽ làm được các lệnh từ 1 đến 7. Thì đây là phần mềm của chúng tôi đây. Khi các bạn mở ra thì nó như thế này, nó mới tinh, không có gì cả. Tất cả lệnh đều mở hết, tất cả đều mở mịt này, mở chưa có gì hết nha. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lệnh đầu tiên. Lệnh đầu tiên là lệnh này là cái lệnh là khởi tạo một cái câu hỏi mới tinh. Đấy. Và đồng thời là tạo luôn kỹ năng, tạo luôn cái kiến thức luôn nhá, làm thử nhé. Đây. Chúng ta tạo một lần thôi và dùng cái ngân hàng đó dùng đi dùng lại trong suốt cả năm học, suốt vĩnh viễn luôn. Và sau này chúng ta vào hệ thống này, chúng ta thượng lệnh là khởi tạo ngân hàng câu hỏi đây. Mới tinh nhé, khởi tạo. Còn tạo rồi thì từ hôm sau chúng ta dùng lệnh mở ra. Phải tạo đây nhé. Rồi. Thì tôi mô tả các cái bước của nó ở đây nhé. Đây. Thì đây là tên tệp, là cái tên kia ngân hàng câu hỏi. Tên ngân hàng câu hỏi này là một cái tên bất kỳ, nhưng mà ta chú ý là không nên gõ tiếng Việt. Không có tiếng Việt. Nó có đuôi mặc định là QB. Ví dụ tôi làm thử cho tôi, vì tôi có cái đề kiểm tra có mẫu sẵn là đúng môn hóa 9, tôi sẽ làm cái ngân hàng câu hỏi là hóa 9 đi. Hóa 9. Nhé. Đặt tên như vậy. Tên nó là tên ngắn gọn dễ hiểu, nhưng mà nó có mặc định, nó đuôi của nó là QB, phần mở rộng là phần đầu là mở rộng là QB, phần tên chính là hóa 9. Ở chỗ này chúng ta nhập bấm đây và chọn thư mục dùng để lưu cái đề cái hàng hỏi này, rất quan trọng nhé, vì cái thư mục nó là rất quan trọng, chúng ta phải chọn trước đi. Đấy. Mỗi cái hàng hỏi nằm trong thư mục của các bạn, và thư mục đó chúng ta chú ý là chúng ta nhớ thư mục nào, đừng có ghi lung tung sau này không nhớ ở đâu. Chúng ta tạo sẵn thư mục cho máy tính trong ổ C, ổ D. Rất quan trọng là thư mục là data chẳng hạn, hay thư mục là dữ liệu chẳng hạn, chúng ta lưu cái tệp này vào trong cái thư mục đó. Tôi bấm vào đây, tôi chọn thư mục của tôi nhé. Tôi hay để trong VV của tôi đây, trong cái hội thảo triển lãm đây, phần tôi của tôi hay làm nhé. Đây tôi làm trọng cái thư mục là tập huấn SQB 253 đây. Rồi tôi bấm nó chấp nhận đó, thì đây chính là cái thư mục của tôi dùng để lưu trữ cái ngân hàng câu hỏi này nhé. Chúng ta bỏ qua, nó không đọc vào nhé. Ở đây chúng ta gõ cái tên môn học bằng tiếng Việt bình thường, ví dụ là môn hóa 9.
ở dưới này chúng ta gõ cái tên ngân hàng câu hỏi dài một cái việc được đó là bị là ngân hàng câu hỏi. Môn hóa lớp 9 ví dụ thế nhé. Đấy. Rồi bây giờ đây chúng ta sẽ không bấm kết thúc mà chúng ta bấm vào đây này. Ở đây chúng ta bấm đây là tự động tạo kỹ năng và chủ đề kiến thức. Đấy, có rất hay nhưng tôi bấm vào đây nhé. Rồi và ở đây chúng ta sẽ nhập này, mặc định có sẵn đây là biết này, đây là kỹ năng mức biết này, tức là chính là nhận biết, mức hiểu là thông hiểu. Vận dụng ở đây chính là vận dụng thấp, vì chúng ta muốn thêm vận dụng cao chúng ta bấm vào đây khác và chúng ta gõ ở đây nhé, là vận dụng cao đó. Như vậy là có sẵn là biết này, hiểu, vận dụng, đây chính là vận dụng thấp, còn đây là vận dụng cao, tôi bấm tiếp tục. Đấy, thì nó tạo sẵn cho chúng ta là bốn cái kỹ năng rồi, chúng ta không cần phải nhập lại nữa. Rồi, ở đây bước này chúng ta sẽ chọn khối lớp, chọn là khối lớp 9 đây. À, chọn môn học, chúng ta chọn môn hóa chẳng hạn. Bạn có sẵn đây rồi. Chúng ta bấm kết thúc. Khi bấm kết thúc rồi thì bấm kết thúc thì máy tính sẽ tạo ra một cái tệp mà ngân hàng câu hỏi là hóa 9. .qb nằm trong thư mục mà tôi vừa mới tạo ra, và đồng thời là máy là mở luôn, đồng thời dùng mệnh là mở luôn cái đó ra là chúng ta dùng luôn. Đây. Đúng rồi, đây thì lập tức là máy tạo ra mở, đây là mở luôn, đây là lệnh mở đây. Từ khi mở ra nhé, đây chính là cái màn hình để chúng ta mở ra, mở một cái ngân hàng câu hỏi ra. Thì nếu hôm nay chúng ta làm xong, chúng ta đóng lại, ngày mai chúng ta mở ra lại như thế này. Thì phần mềm sẽ, mỗi ngân hàng câu hỏi thì phần mềm sẽ tạo sẵn một cái tên truy nhập là admin, mật khẩu là rỗng. Đây chính là cái tên của cái người dùng là quản trị của ngân hàng câu hỏi. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể mà chúng ta bỏ qua đi, chúng ta không được biết đâu. Nôm na là gì? Là mỗi ngân hàng câu hỏi có sẵn một người dùng có tên là admin rồi, admin, mật khẩu là rỗng. Sau này chúng ta có thể tạo mật khẩu cho người này, cho admin này, để người khác khỏi phải chui vào để ta nghịch ngợm của chúng ta nhé. Còn lần đầu tiên là mật khẩu rỗng, tôi bấm vào đây lập tức là máy là mở luôn ra, mở ngân hàng câu hỏi ra luôn và ngân hàng câu hỏi hiện ra đây này, có thấy không nào? Như vậy đây thông báo đây là chứng tỏ là ngân hàng câu hỏi là hóa 9 QB đang mở. Chúng ta có thể dùng lệnh đóng để đóng lại, sau lại mở ra, mở nhé, lệnh mở, lệnh đóng là chỗ này. Khởi tạo mới đây, hiện đang mở rồi thì đang mở rồi thì không khởi tạo mới được nữa, nó mở đi này. Muốn khởi tạo mới thì phải đóng lại. Đóng rồi thì ta có thể mở được. Đang mở đến đây, đang mở rồi nhé. Đó. Khi mở ra như này, chúng ta mới làm việc được, chúng ta mới có cái lệnh dữ liệu nó mở ra này. Chúng ta có thể làm các lệnh như là nhập câu hỏi hay nhập mẫu đề kiểm tra vân vân. Để tôi cho các bạn xem nhé, một số lệnh của nó nhé, chúng ta chú ý quan trọng. Một là chúng ta có thể vào chỗ này, kỹ năng vào đây, và chúng ta sẽ xem là có thể chỉnh sửa thêm bất kỳ các cái mức cái kỹ năng cơ bản của các câu hỏi của ngân hàng câu hỏi. Chúng ta bấm vào đây nhé. Đó. Đây, ở đây máy tạo sẵn cho chúng ta là kỹ năng là biết này, hiểu, vận dụng cao. Điều tôi có thể sửa cái chữ vận dụng này bằng chữ vận dụng thấp không? Sửa được. Bấm vào đây. Mà tôi sửa, nút sửa. Sửa nhé. Đó, thì bấm vào đây. Mà tôi thêm đây chữ thấp vào đây. Thấp. Được chưa? Một nút cập nhật. Đấy, như vậy chúng ta đã sửa. Như vậy là chúng ta có bốn kỹ năng cơ bản cho cái ngân hàng câu hỏi này của chúng ta là biết, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Như vậy là mỗi một câu hỏi khi nhập vào là phải thuộc một trong bốn cái này. Được chưa? Chúng ta thoát ra. Biết tôi mô tả tiếp theo là chúng ta xem cái lệnh là nhập cái chủ đề kiến thức. Đấy, phần mềm đã tạo sẵn rồi. Chúng ta có thể nhập sửa lại hoặc là thêm bớt, ta vào đây nhé, và có lệnh là mang trận kiến thức ở đây, và chúng ta sẽ nhập cái chủ đề kiến thức ở đây, lệnh này này nhé, ta chú ý nhé. Đó. Vào đây có thấy không, ở đây có thấy ngay đây là đây chính là cái chủ đề kiến thức đây này, có thấy không nào? Thì các cái chủ đề bên trong này chính là các bài học của sách giáo khoa đấy, sách giáo khoa hiện thời đấy nhé. Thì như vậy đây là bài 1 này, đây là bài 2, còn cái đỏ này là các cái chương, chương mục phần. Rồi là môn toán thì nó có phức tạp hơn là có cái phần là phần đại số hình học chẳng hạn. Các đại số nó có chương 1, chương 2, chương 3, thì có thể nó có nhiều mức. Nhưng mà đây là cái mô hình gọi là mô hình cây,
của cái chuỗi kiến thức của ngân hàng câu hỏi. Thì đối với môn hóa chỉ có hai mức thôi, mức ngoài này là mức chương, mức trong này là mức bài. Thì cái bài học này mới quan trọng, cái bài này chính là cái kiến thức lõi mà chúng ta cần nhập câu hỏi cho đó, thì có thể như vậy là mỗi một cái bài học này, bài một này chúng ta cần có câu hỏi nhập vào cho cái bài một này. Tôi nói rồi là nhập như nào, thì mỗi một cái bài học này này chúng ta tạo một file Word, một file doc và nhập câu hỏi vào file doc đó. Bao nhiêu câu nhỉ? Khoảng là 40 câu, ứng ứng là bốn mức, mức biết, mức mức hiểu, mức vận dụng, tập vận dụng cao. Mỗi mức như vậy khoảng là từ 5 đến 10 câu tùy tùy các bạn. Như vậy là mỗi một cái bài học, mỗi một cái bộ này của sách khoa, chúng ta sẽ tạo ra một cái file doc nhé. Một cái việc nhập câu hỏi này chúng ta sẽ nhập không phải nhập câu hỏi, nhập hỏi nhập cùng lúc mà chúng ta nhập hàng ngày, cũng là nhập nhập một bài chẳng hạn, nhập hay là cũng là nhập một vài chục câu, nhập trong khoảng một vài tháng nữa xong, chứ không phải là nhập, không phải là nhập ngay lúc là xong. Chúng ta có thể nhập dần, dạy tới đâu nhập tới đó. Như là nhập, dạy cho cả một năm thì dạy bài nào chúng ta nhập bài đó và trong sách giáo khoa, trong trong ngân hàng câu hỏi, và sau đúng một năm chúng ta nhập xong ngân hàng câu hỏi. Đấy, như gọi thấy là cái phần mềm này là không phải là miễn liền đâu, không phải là nhập ngay ở đâu, mà chúng ta phải nhập một cách là từ từ, cẩn thận. Dạy tới đâu nhập tới đó. Nếu các bạn đã có sẵn cái ngân hàng câu hỏi, có sẵn câu hỏi rồi, từ năm trước chúng ta có thể nhập nhanh hơn. Hôm nay chúng ta nhập mà 3 bài, ngày mai nhập là 4 bài, ngày kia nhập 5 bài. Đây chính là cái chỗ mà chúng ta chỉnh sửa các chủ đề kiến thức, được chưa? Rồi. Bây giờ như vậy tôi vừa mới nói xong các bạn là bốn cái lệnh này vừa nói xong rồi đấy. Vừa nói xong các bạn là bốn lệnh là 1, 2 và 4 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang lệnh tiếp theo, lệnh là chuyển nhập câu hỏi từ file Word. Đó, nhé. Tôi nói rồi là chúng ta không nhập trực tiếp vào cũng được thôi, nhưng mà không không cần thiết làm thế. Cái làm nhanh nhất là chúng ta nhập thông qua file Word, file doc. Chúng ta dùng văn bản như thế này, chúng ta nhập trước bên ngoài. Và tôi nói lại là mỗi một bài của sách giáo khoa ứng là một file. Rồi, và chúng ta sẽ nhập làm như thế nào? Đây, tôi cho các bạn cùng xem. Lệnh nhập lệnh này chúng ta mở ngân hàng ra nhé, và nhập đây, chúng ta vào lệnh là nhập điều chỉnh câu hỏi đây, lệnh chỉ lệnh này đây này, nó quan trọng nhé, tôi bấm vào đây này. Đó. Thì chúng ta sẽ nhập cái này là đang trong ngân hàng hỏi, nó có bao nhiêu câu hỏi đấy nhỉ? Không câu hỏi, chúng ta hiện nay mới tin chưa câu hỏi nào, chúng ta sẽ nhập vào đây. Tôi nói rồi là mỗi hôm nhập một bài hay là nhập 2-3 bài thì sau khoảng một thời gian, sau khoảng 2-3 tháng hay là một năm, chúng ta sẽ nhập xong cho một cái đàn câu hỏi của một môn học. Mà các bạn phải nhập từ từ, không không vội vàng được. Nhập cái này là rất cẩn thận vì nhập sai. Nhập sai là nó rất là khó sửa. Chúng ta tìm rất là ngại tìm chỗ nào mà lần cả. Và chúng ta nhập rất nhiều khoảng nhập hàng ngàn câu rồi nhé. Xong chúng ta dùng phần mềm sinh ra để kiểm tra nhé. Sẽ phát cho học sinh làm bài. Học sinh phát ra, ôi cô ơi bài này sai mất rồi, bài này đáp án đúng là A, cô là em là đáp án A, bài bảo là sai nhưng mà đề của cô là bị sai rồi. Thế làm nào bị tìm lại được? Rất là khó. Tìm ở trong này, tìm cái chính cái bài này thì thôi tìm được thôi, nhưng mà nó rất là khó, nó mất thời gian. Cho nên là cách làm là chúng ta nhập cẩn thận từng bước một, nhập tới đâu chính xác tới đó, đừng để bị nhầm lẫn. Rồi, thì nhập như nào nhỉ? Đây, chúng ta chuẩn bị sẵn cái file ở bên ngoài, file Word. Để tôi mở cho bạn xem. Các bạn xem cái file Word đó nhé. Đây, tôi làm sẵn một cái file là bài 1 đây, bài hóa chính là bài 1 đây. Như vậy là mỗi một bài học của sách giáo khoa ứng một file, và trên cái file này là nó chứa các câu hỏi của cả bốn mức biết, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Tôi mở cho bạn xem nhé. Đây, thì đây là cái tệp mà tôi làm giả, đây là tệp mẫu thôi, không phải đúng thật đâu. Nên là tôi xin cái cô giáo nào đó trường nào đó không quên mất rồi làm thử thôi, mà không chắc đây là bài một đâu, nhưng mà đại khái như vậy. Tôi là đây tôi chỉ ví dụ thôi nhé. Và đây là, giả sử đây là cái tệp mà các cái câu hỏi trắc nghiệm của cái bài số 1 của sách giáo khoa. Gồm có này, mức 1 này, nhận biết này, có một số bài. Mức 2, thông hiểu, một số bài. Mức 3, vận dụng thấp, một số bài. Và mức 4, vận dụng cao, một số bài. Đó, và theo như vậy là một cái tiệm như vậy là chúng ta phải nhập trước vào máy tính, và chúng ta nhập một cách rất là thoải mái, đừng để tưởng sao nhập cách xa nhau ra. Thì tôi bây giờ mô tả các bạn cách nhập nhé. Đây, đơn giản thôi.
các bạn gõ chữ thật là vô thoải thoải thoáng đi cho nó thật, cho nó rộng rãi, cho nó thoải mái đi. Cái bàn này là có chữ 14 to cho nó dễ nhìn nhé. Thì như sau này, mỗi một câu hỏi sẽ bắt đầu bằng dấu thăng, sau đó là mở ngoặc, em mở đóng ngoặc. Chữ em mở đây hiểu là câu hỏi trắc nghiệm, còn thật ra là phần mềm nó hỗ trợ là 7 loại câu hỏi thôi, nhưng mà trước đây hầu hết giờ chúng ta học đây là phần trắc nghiệm thôi, nên là chúng ta sẽ học cách nhập câu hỏi trắc nghiệm từ luận là chính thôi, nhưng mà phần lớn là trắc nghiệm, tôi mô tả về trắc nghiệm đó nhé. Như vậy là dòng đầu tiên của mỗi câu hỏi là dấu thăng, mở ngoặc, em mở đóng ngoặc, xong xuống dòng. Tiếp theo là có thể một hay nhiều dòng là chứa cái nội dung câu hỏi. Cái này có thể là nhiều dòng nhé, nhưng câu hỏi. Mà cái dòng này này, cái dòng thứ hai này cũng có thể là nó chứa cả hình ảnh nữa, chúng ta có thể chèn ảnh vào được thoải mái. Sau đó là xuống dòng, sau đó gõ cái phương án A chấm dấu cách đáp án A, B chấm dấu cách đáp án B, C chấm dấu cách đáp án C, D chấm dấu cách đáp án D. Nha, các bạn chú ý cái phần A B C D này phải gõ chữ A hoa, B hoa, C hoa, D hoa, và đặc biệt chúng ta không được dùng bullet. Thế này, đây là bullet này. À, rất nhiều giáo viên hay rất nhiều người cứ ngại, đại khái là cái nhầm lẫn, cứ ngại cho nên cứ bấm, cứ chọn là bullet, nhưng là nó vẫn ra A B C D, nhưng mà khi chúng ta gõ bullet như vậy thì phần mềm nó cũng hiểu cái bullet đó, cho nên là bắt buộc phải chúng ta phải bỏ cái bullet đi, chúng ta không dùng được dùng bullet, và chúng ta gõ là chữ A luôn, chữ A chấm dấu cách đủ đủ. Chúng ta nhớ nhất là phải gõ thật chính xác cú pháp thì máy hiểu, là cũng đơn giản thôi. A chấm dấu cách 80 gam, B chấm dấu cách, và đáp án đúng thì có dấu sao ở phía trên. Có thể là có nhiều nhiều sao, nhưng mà không có sao nào thì là sai. Thế này là sai này, thế này là một là, đây là một câu hỏi sai, vì không có câu hỏi không có cái đáp án đúng nhé. Thì chúng ta xem đấy, câu hỏi hai này, nếu mà ai mà gõ chỉ sai, mà ví dụ tôi biết tôi gõ đây là sai này, không có chấm là sai, mày mày cũng không hiểu gõ đây là sai, nó không hiểu gì cả, có dấu chấm nhé. Khi chúng ta mà chuyển nhầm vào máy tính, chuyển cái này vào phần mềm ấy, phần mềm sẽ tự động nhận biết được và chỉ ra ngay là cái câu hỏi nào là lỗi lỗi. Chúng ta chú ý là câu hỏi nào chúng ta không đánh số nhé, không đánh số ở đây. Nhiều bạn đánh cái số ở đây, làm như đây là câu hỏi số 2, đừng đánh số ở đây nhé, không đánh số ở đây nhé. Vì khi lưu vào ngân hàng câu hỏi thì phần mềm sẽ không phân biệt được câu hỏi nào câu hỏi một, câu hỏi hỏi hai đâu, và khi sinh nó sẽ sinh ngẫu nhiên ra thành ngẫu nhiên ra ra để kiểm tra, cho nên là khi đánh số ở đây là sau nó sinh ra là buồn cười lắm, nó không đúng, vì phần mềm nó tạo ra câu hỏi là hoàn toàn là ngẫu nhiên để sinh ra cái để kiểm tra. Thì tôi không không đánh số các ngân hàng câu hỏi, các cái câu hỏi ở đây được chưa. Bây giờ thêm một chút nữa về cái ta cứ làm cho thoải mái rộng rãi như này nhé. Bây giờ tôi đây này, ở trong cái câu hỏi đây tôi được ngoan đây, đây tôi chèn vào một câu hỏi khá đề thôi, nhưng mà là chuyện cho thấy thôi, tức là một số câu hỏi mà các bạn hãy có ý là câu hỏi D là cả ba phương án trên đều đúng, ba phương án trên đều sai đó, thì cái câu hỏi kiểu như vậy thì chúng ta phải đặt thêm lên dấu dấu đô đô la nữa. Đô la điểm gì là như thế này này, khi mà phần mềm, đây là câu hỏi nằm trong cái đằng câu hỏi nhé, khi mà sinh ra cái đề kiểm tra này, để in ra cái đề kiểm tra thì phần mềm là hoán bị các cái hoán bị các đáp án này. Ở đây là C và H là A, nhưng khi ra đề kiểm tra thì cái C và H này nó là B cơ, không phải là A, nó là một cái phương án bất kỳ, bởi vì nó hoán bị ngẫu nhiên mà đó. Như vậy là mặc định các cái đáp án này sẽ được sinh ra là hoán bị ngẫu nhiên, nhưng mà ở đây này chúng ta muốn cái đáp án D này không được hoán bị, luôn nằm ở phía cuối, thì chúng ta cho cái dấu này vào đây, chỗ này mà để thông báo rằng là cái phương án D này là phương án cố định, không được hoán bị nữa. Và với cái bài tập bài câu hỏi này thì A, B, C thì hoán bị thoải mái, nhưng mà D thì không được hoán bị nữa. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Nhá, đó, thì có một chú ý nhỏ như vậy. Nhé, rồi. Mình chúng ta nhập cái này vào đây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển nhập cái này vào ngân hàng câu hỏi. Và nó rồi lên đây, ở đây nó có bốn cái mỗi một tập độc đọc, đây là một bài học nó có bốn mức, cho chúng ta sẽ phải chuyển nhập vào là bốn lần như sau. Tôi muốn tham gia cho gọi rất dễ thôi đây nhé. Chúng ta sẽ thực hiện lệnh này này, ở đây này, đây là những lệnh nhập câu hỏi, ta nhập lệnh này này,
nhập trực tiếp từ text editor. Đây chính là cái lệnh mà cho phép chúng ta là vào một cái màn hình soạn thảo văn bản và chúng ta sẽ copy từ file Word sang, copy sang. Thì chúng ta làm này là 4 lần. Lần 1 là copy cái phần câu hỏi là dạng là nhận biết. Xong rồi, thoát ra. Đến lần 2 thì copy các câu hỏi phần gì? Phần thông hiểu. Lần thứ 3, copy phần câu hỏi phần vận dụng thấp. Và thứ 4, copy câu hỏi từ phần vận dụng cao. Sau 4 lần nhập, chúng ta đã làm nhập xong là một bài học của sách giáo khoa, ứng là một tệp đọc. Rồi bây giờ tôi làm cho bạn xem thử nhé, làm tôi làm chậm cho bạn xem là cả 4 lần luôn, bạn sẽ thấy nhé. Nào, bắt đầu này. Lần 1 này, bấm vào đây nhá. Lần 1. Chúng ta ra hình này. Và đây chúng ta sẽ chọn này. Đây này, lần 1 là biết, là đầu tiên chúng ta nhập các câu hỏi ở dạng kỹ năng là biết. Và ở đây chúng ta chọn cái phạm vi kiến thức, chọn bài học chúng ta muốn nhập. Bài học chúng ta hôm nay là bài 1 nhé, chúng ta bấm vào đây. Và chọn cái bài 1 là bài này. Là sửa, chúng ta sửa thôi mà. Chúng ta có thể chọn bài khác. Ứng cái bài đọc đó nhé. Bài 1 cũng lựa chọn. Đó, như vậy chỗ này là biết này, bài 1 đây nhé. Chúng ta bỏ qua chỗ này đi. Rồi, ta bắt đầu. Thì đây nó sẽ vào một cửa sổ soạn thảo văn bản như là bình thường. Chúng ta mặc kệ đó, chúng ta nhập vào đây cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ sang cái file này. Và bây giờ chúng ta sẽ copy sang. Rất dễ làm. Chúng ta bôi đen bằng chuột. Nhớ là bôi đen câu hỏi thôi, không bôi đen phần này nhé. Bôi đen phần câu hỏi thôi. Ta bôi đen. Đây, bôi đen thế đây này. Đó. Chúng ta bấm Ctrl C để copy cái phần bôi đen này. Và chúng ta sẽ chuyển sang đây. Và chúng ta bấm vào đây. Và chúng ta sẽ bấm Ctrl V để copy sang. Đó. Các câu hỏi này phải nhập vào chính xác hoàn toàn nhé. Không được sai sót, không được có bullet. Rất chú ý chuyện này. Xong rồi, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta nhập vào. Chúng ta dùng lệnh là tệp cập nhật. Hay chỉ là Ctrl S để phần mềm sẽ kiểm tra cái câu hỏi này xem nhập đúng chưa. Đúng rồi, phần mềm sẽ chuyển vào cái nào câu hỏi, sẽ làm thử nhé. Bấm vào đây, máy sẽ hỏi bạn muốn nhập câu hỏi này không, bấm yes, phần mềm sẽ kiểm tra và nhập xong. Nếu mà có lỗi, phần mềm sẽ dừng lại và báo lỗi ngay và chúng ta sẽ mở một câu hỏi ra, ta sửa tại chỗ trên máy tính. Đấy, tôi làm thử cho các bạn xem nhé. Nút OK, xong, chuyển xong là phần 1, đóng lại. Chúng ta đóng lại. Đó, như vậy chúng ta vừa mới nhập xong là 11 câu hỏi nhé, của cái phần ở cái mức độ là nhận biết. Bây giờ chúng ta làm tiếp phần 2, bấm vào đây. Rồi, chúng ta lần 2 chúng ta chọn là gì? Là kỹ năng hiểu. Lần 1 là biết, lần 2 là hiểu. Chọn kiến thức, chọn đúng cái bài này. Được chưa? Vẫn là bài này nhé, kỹ năng hiểu. Bước bắt đầu. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái file Word. Chúng ta sẽ copy cái phần mức thông hiểu này. Copy lại này. Bôi đen này. Bôi đen. Bôi đen. Đây. Nhé. Ctrl C này. Chuyển sang này. Ctrl V này. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi thử nhé. Tôi thử làm sai một cái nhé. Thật sự câu hỏi cuối cùng này tôi không có cái bên này, tôi bỏ đi. Không có cái sao nào cả. Mấy câu hỏi này là không có đoán đúng. Tôi chạy thử nhé. Công nhận này. Đấy, mà nói là câu hỏi thứ 7. Chưa có đoán đúng. Đấy, như vậy câu hỏi này là đây. Câu hỏi mô đen này. Nhưng tôi sửa lại như sau. Tôi sửa lại cái này là sao. Phần mềm đã thông báo được chúng ta là chỉ ra chính xác câu hỏi nào lỗi. Rồi tôi làm thử lại, tôi là cập nhật lại này. Xong rồi. Đấy, không lại. Được chưa? Như vậy là chúng tôi vừa làm xong phần 2. Xong phần 3 nhé. Vâng, vừa đây. Chọn phần 3 là phần dụng thấp. Chọn kiến thức đây. Chọn kiến thức này. Chưa? Bấm nó bắt đầu. Bây giờ tôi lại sang cái phần uộc ở đây, tôi copy phần dụng thấp đây. Ít bài hơn. 4 bài thôi. Chuyển sang đây. Xong. Bấm nút Ctrl S. Yes.
xong đóng lại. Lần cuối cùng, lần thứ 4 nhé, bấm là đây là thứ 4 này, chọn là vận dụng cao, kiến thức, chọn bài này, bảo làm rất là rất cẩn thận nhé. Rồi, bắt đầu, và sang bên này, chúng ta sẽ copy cái phần vận dụng cao, đây, vận dụng cao, đúng mấy bài, 1, 2, 3 bài, Ctrl C, sang bên này, Ctrl V, tệp, cập nhật, yes, xong. Đó, như vậy tôi vừa mới nhập xong là cả một file uộc vào trong cái câu hỏi và nhập và ta tôi phải nhập vào khoảng 4 lần. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Anh có thấy nó phức tạp không? Không phức tạp đâu, chỉ mất công một chút thôi. Và để hỏi chúng ta làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Được chưa? Đó, như vậy tôi vừa mới mà thao tác xong cho các bạn cái lệnh số mấy nhỉ? Lệnh số 5. Lệnh rất quan trọng luôn, rất quan trọng. Thì mà tôi đã quy trình hóa như vậy rồi, giờ các bạn thế mà làm thôi, không phải mất thời gian để mà suy nghĩ gì nữa. Chúng ta nhớ chúng ta là nhập câu hỏi vào file uộc và từ uộc chúng ta chuyển sang. Và mỗi file uộc như vậy là các câu hỏi của một cái bài học sẽ khoảng của một kiến thức lõi, đơn giản của một kiến thức lõi, và nó gồm cái bài học đó nó gồm có 4 phần. Cái bài cái tiệp mà uộc đó nó gồm có 4 loại câu hỏi. Chúng ta ngăn ra rõ ràng là biết hiểu và dụng thấp và dụng cao. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị là nhập mẫu để kiểm tra, theo để kiểm tra theo ngân hàng khoa học tôi vừa nhập xong. Và trước đó chúng ta nhập cái nhóm mẫu đề, ta nhập các cái thư mục. Rồi, cái lệnh này rất đơn giản. Chúng ta nhập các cái thư mục để lưu các cái mẫu để kiểm tra. Mẫu để kiểm tra như vậy là một cái ma trận đề. Làm thử nhé. Ví dụ tôi sẽ này, thoại ra này. Cái lệnh mà tạo các cái thư mục mẫu đề chính là cái thư mục mà lệnh mà tôi gọi là mẫu để kiểm tra nhập cái nhóm mẫu đề. Thì thông thường ở một nhà trường chúng ta có các cái đề kiểm tra có gì là có nhóm gì là nhóm đề kiểm tra 5 phút để nhóm đề kiểm tra 1 tiết để nhóm đề kiểm tra kỳ như vậy. Tôi làm thử thế nhá, bấm vào đây. Cái đây là gốc đề, có gì này, tôi sẽ tạo 3 thư mục, bấm tạo mới, tạo thư mục đầu tiên là kiểm tra, ví dụ kiểm tra 15 hay là cái bài tập ngắn đơn giản đấy, các cái đề kiểm tra hệ số 1 nhé, enter hoặc bấm điện được. Rồi bấm vào đây và chọn cái lệnh cái nhóm thứ hai, tắt cái này không mọi người cứ Zalo ấy quá nhé. Rồi nhóm thứ hai đây, nhóm thứ hai là kiểm tra một tiết, ví dụ như vậy, enter nó vào ngay được. Bấm vào đây và chọn bên lệnh thứ ba là kiểm tra học kỳ. Đó, như vậy là tạo ra ba thư mục con, và mỗi một mẫu để kiểm tra sẽ nằm trong một trong ba cái này. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ quay sang là tôi tạo ra một cái mẫu để kiểm tra. Thế này tôi nhập mà câu hỏi nhập mỗi một bài một thôi. Tôi sẽ nhập một cái mẫu để kiểm tra là kiểm tra 10 phút. Kiểm tra nhanh 10 phút cho bài học 1 nhé. Tôi thoát ra này. Và bây giờ tôi bắt đầu tôi sang lệnh tiếp theo rất quan trọng. Khó nhất của hôm nay là lệnh này đây. Nhập mẫu để kiểm tra. Cái mẫu nhớ này là nhập một lần thôi và dùng mãi mãi. Từ cái mẫu này chúng ta sẽ bấm nút và sinh ra cái để kiểm tra rất là nhanh. Các bạn sẽ thấy đấy. Thì mẫu để kiểm tra này là để làm gì, để tạo ra một cái mẫu hay là ứng nó là một cái ma trận đề. Và tạo một lần thôi và dùng mãi mãi. Ví dụ nhé, tôi sẽ tạo ra một cái để kiểm tra là kiểm tra 10 phút nhanh bài 1. Được chưa? Trong là tạo ra. Hôm nay tôi kiểm tra lớp 9A, tôi bấm nút sinh ra để kiểm tra 10 phút cho lớp 9A, khoảng 9A. Ngày mai tôi kiểm tra 15 phút cho lớp 9B, bấm nút ra để kiểm tra cho lớp 9B. Ngày kia tôi làm cho lớp 9C. Cứ như vậy, tôi có thể mà tôi vẫn lại dùng cho sát năm nữa. Thì hai cái để kiểm tra được sinh ra từ một cái mẫu đề thì sao nhỉ? Thì nó sẽ là tương đương nhau về mặt chất lượng. Đó, cái điều đó rất quan trọng. Cho nên không sợ là cái đề này thì quá dễ, đề này thì quá khó. Vì nó là sinh ngẫu nhiên và nó sinh theo đúng cái ma trận đề. Các bạn nhớ lại cái ma trận đề là gì nhỉ? Cái ma trận đề nó là một cái mẫu khung như này. Là một cái khung để nó mô tả chính xác trong một cái đề kiểm tra đó gồm có bao nhiêu câu hỏi.
trong đó là kiến thức số 1 là kiến thức 1 hay là chương 1 hay bài 1 là bao nhiêu câu, chương 2 là bao nhiêu câu, chương 3 bao nhiêu câu. Trong bài 1 này lại chia ra là phần vận dụng, phần biết thì bao nhiêu câu, phần vận dụng thấp bao nhiêu câu, vận dụng cao là bao nhiêu câu. Còn chia nhỏ nữa ra, phần biết này là bao nhiêu câu trắc nghiệm, bao nhiêu câu tự luận. Như vậy nó chia nhỏ ra cái mô hình mỗi điểm, các bạn biết rồi đó, cái mô hình mà trận đề đấy. Thì cái mẫu điểm kiểm tra này chính là khi nhập một cái mẫu để kiểm tra chính là nhập một cái mã trận đề. Đó, các bạn chú ý. Chuyện nó phức tạp là vì thế, nó rất là khó đấy, nó hơi lằng nhằng trên màn hình thôi. Không phải quá khó đâu, nhưng mà nó hơi hơi lằng nhằng đấy, phức tạp. Các bạn chú ý nhé. Rồi chúng ta làm thử này. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tạo ra một cái đề kiểm tra nhanh 10 phút của bài 1 đi. Hiện nay trong máy trong ngân hàng của tôi chỉ có câu hỏi của bài 1 thôi, không có câu hỏi khác. Và tôi dự kiến như sau. Tôi dự kiến là tôi cái kiểm tra 1 phút tôi sẽ là 10 câu hỏi. Vậy là 10 câu hỏi. Trong đó cái phần nhận biết tôi sẽ định chọn là 4 câu. Phần thông hiểu tôi chọn 3 câu. Phần vận dụng thấp chọn là 2 câu và phần vận dụng cao chọn 1 câu. Như vậy là 4 3 2 1 tổng của bạn là 10 câu. Đúng nó là 10 điểm. Mỗi câu là một được 1 điểm nhé. Làm thử này. Đây, ở phần dữ liệu này. Các bạn chú ý nhé, mẫu để kiểm tra này. Đây này, đây chính là lệnh là nhập mẫu để kiểm tra này. Chúng ta có thể nhập cho chúng ta có thể chỉnh sửa được thoải mái ở bên trong lúc nào. Chúng ta vào đây nhé. Đó. Thì nó ra ngay cái hình này. Ở bên trái là các cái folder đây. Bây giờ tôi có thể chọn cái folder để tôi nhập cái mẫu đồ chai nằm trong cái folder nào đó, nằm trong cái thùng nào đó. Chọn cái mẫu đề này nhé, chọn cái folder này nhé. Vậy tôi sẽ tạo ra một cái đề kiểm tra 10 phút bài 1 nằm trong cái thư mục là kiểm tra 15 phút. Được rồi, chọn xong, bấm nút tạo mới. Bấm này. Rồi, thì ở bên phải màn hình sẽ hiện ra cái ô để chúng ta có thể nhập cái thông tin vào. Thì trong cái ô này, các bạn thấy là nó có 3 cái tab. Tab 1 là thông tin chung, tab 2 là nội dung, còn tab 3 là thang điểm, các lựa chọn khác. Như vậy là nhập cái này nó khá phức tạp đấy. Nhưng mà chúng ta chỉ nhập phần chính thôi, không cần nhập tỉ mỉ đâu. Khi nào các bạn thạo rồi, các bạn nhập tỉ mỉ sao có trước mắt. Thì giờ chúng ta tập, chúng ta nhập đơn giản nhất thôi. Thì tôi mô tả các bạn nhé. Ở phần thông tin chung, chúng ta lựa chọn là có 2 kiểu ở đây. Chúng ta chọn kiểu là sơ đồ test. Lên một ý nhé, rất quan trọng. Ý thứ hai, chúng ta nhập vào tên của cái mẫu đề. Tên này sẽ mang cái sự hiện ra ở bên trái này nhé. Đây, tên này, ta nhập là kiểm tra 10 phút nhé, 10 phút bài 1 sách giáo khoa, bài 1 sách giáo khoa. Ví dụ như vậy. Như vậy đây là cái đề kiểm tra nhanh mà tôi tạo cái mẫu đề như vậy, được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta có thể tạm thời chúng ta không cần nhập nội dung, chúng ta sang thang điểm trước. Ở đây chúng ta nhập hai tham số. Một là tham số là thời gian làm bài. Chúng ta để là 10 phút. Cái thời gian làm bài này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta cho học sinh làm bài trên máy tính thôi. Còn khi mà học sinh in ra giấy thì không quan trọng. Khi học sinh làm bài online trên máy tính ý, thì làm bài trực tiếp trên máy tính thì đúng 10 phút thì máy nó dừng lại. Rồi. Tiếp theo nữa là thang điểm tối đa. Chuyện này. Điểm tối đa là bao nhiêu? Tôi chọn thang điểm là 10 hoặc là 20 tùy các bạn nhé, tùy từng cái cuộc thi. Và ở đây có một nút nữa để chọn là bình quân điểm hay là không. Bình mặc định là bình quân điểm. Bình quân điểm tức là số điểm sẽ được là 10 chia đều ra 10 chia 10 thì ra mỗi câu là 1 điểm. Đó. Không phải đây là thang điểm là 10 chia cho số lượng câu hỏi của chúng ta. Hiện câu hỏi là chưa biết đúng không? Chúng ta có nhập câu hỏi bao nhiêu chúng ta chưa biết. Nhưng mà vấn đề là mình có điểm là mỗi câu hỏi có điểm bằng nhau. Còn đây là những cái chọn khác chúng ta có thể bỏ qua, không cần biết đâu. Người chúng ta cần biết là một là thời gian làm bài, hai là thang điểm tối đa, ba là bình có điểm hay không. Rồi. Như vậy cái này xong rồi nhé. Sang cái phần giữa là phần khó nhất là phải nhập nội dung cụ thể của cái mẫu để kiểm tra đó. Chính là nhập cái này. Cần nhập vào nút là sơ đồ test, là cái sơ đồ, được chưa? Thì ở đây hiện nay là có cái sơ đồ như này, thấy là rỗng chưa gì cả. Chúng ta sẽ nhập sơ đồ test này thông qua cái gì? Thông qua cái gọi là cái ma trận đề đấy. Để nút là nhập cái ma trận đề này, chúng ta bấm vào đây nhé. Chỗ này là nhất đây này, bấm vào đây nhé. Rồi
thì nó sẽ ra một cái màn hình rất là dài như thế này, và chúng ta sẽ bổ sung vào đây các cái thông tin của cái trận đề đó. Thì bổ sung như nào? Chúng ta bổ sung từng chủ đề kiến thức một. Như vậy là mỗi một cái bài trận đề như vậy gồm có là chủ đề kiến thức 1, chủ đề 2, chủ đề 3, chủ đề 4. Được chưa? Hay có thể các chủ đề này có thể là chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, tùy chúng ta lựa chọn theo đúng cái bài trận đề nhé. Cái bài này của chúng ta, bài này này, tôi chỉ có một chủ đề thôi vì tôi có mỗi cái bài một thôi mà. Tôi sẽ nhập một chủ đề thôi. Còn các chủ đề khác là tương đương, là tương tự. Bấm vào đây này, chọn chủ đề kiến thức. Bấm vào đây. Đó. Chọn chủ đề là bài 1. Ở đây các bạn có thể chọn là chương 1, cả chương vô tư, hoặc là chọn một bài học, hoặc là một chương. Cho bài học đi. Bấm nút chọn. Đấy. Thì máy nó hiện ra một cái hình dài như thế này. Thì chúng ta sẽ phải rà soát cẩn thận tỉ mỉ nhé. Tỉ mỉ. Chúng ta phải nhập cái thông tin của cái đề kiểm tra là chọn ở chỗ này, nhập vào chỗ số lượng, bao nhiêu câu hỏi. Đấy. Ứng với là gì? Kỹ năng biết bao nhiêu câu, kỹ năng hiểu bao nhiêu câu, kỹ năng vận dụng thấp bao nhiêu câu, vận dụng cao bao nhiêu câu. Kỹ năng biết này lại chia nhỏ ra là câu hỏi ngắn hay câu hỏi dài, câu hỏi trắc nghiệm hay tự luận hay là điển thuyết cặp đôi, hay là mức độ gì đó. Chúng ta bỏ qua cái này đi nhé. Nhưng mà chúng ta luôn nhìn vào cái cột là gì? Cột là nguồn. Cái số lượng nhập vào này là phải nhỏ hơn cái nguồn này thì mới tạo được cái đề kiểm tra. Nó nhập quá, nên là đây là nguồn của phần này này, nguồn của phần này là nó có 11 câu mà chúng ta nhập là 12 câu, mấy báo lỗi ngay. 12 này, mấy báo lỗi ngay ở đây này là không đủ khả năng sinh để kiểm tra, nó yếu nè. Để mình tôi lại nhé. Của tôi như sau, hiện tại của tôi là tất cả phần này dũng hết, cho nên tôi nhập phần biết này. Phần biết của tôi là tôi nhập 4, là 4 câu hỏi. Đây tôi chọn đây là 4 câu. Nhập 4 câu. ứng là chỗ này này, ứng là cái này, nghĩa là 4 câu phần nhận biết nhá, enter rồi. Tiếp theo là phần hiểu cái này, hiểu tôi mò vào đây, đây là 7 câu này, lại 7 câu này, tôi nhập vào đây là 3 câu, nghĩa là 3 câu phần thông hiểu, 3 câu là phần thông hiểu, được chưa? Tiếp theo tôi kéo xuống đây, vận dụng thấp, đây là 4, ở trong nguồn của nó là có 4 câu, tôi nhập vào đây là 2 câu, như vậy cái đề kiểm tra của tôi cũng có 2 câu. Hai câu vận dụng thấp, phần mềm sẽ tự động sinh hai câu từ bốn câu trong ngân hàng câu hỏi nhé. Và cuối cùng vận dụng cao, tôi mò sang đây đề ba đây này, tôi chọn đây là một, được chưa? Như vậy là tổng số của tôi đã là 10 câu rồi. Bây giờ bấm nút là tự động chỉnh điểm số, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh điểm số là đây là mỗi câu là một điểm, tổng số là 10 điểm này. Đấy, bạn thấy không nào? Như vậy là phần mềm đã tạo sẵn ra các tham số của một cái trận đề. Với câu trận đề này tôi đang làm này, chỉ có một chủ đề thôi vì lại này trong scan của tôi chỉ có tôi nhập mỗi một bài thôi. Còn nếu các bạn nhập nhiều hơn, các bạn sẽ phải nhập nhiều hơn thế này. Chúng ta bấm đây, chúng ta bổ sung chủ đề khác. Ví dụ là cái đề kiểm tra, ví dụ nhé, đề kiểm tra giữa học kỳ của học kỳ 1, chúng ta sẽ phải nhập các câu hỏi từ 5 bài học đầu tiên sẽ được qua. Bài 1 là 10 câu, bài 2 là 20 câu, bài 3 là 30 câu, bài 4 là 10 câu. Chúng ta làm được như vậy, tôi làm này làm theo đúng là 5 lần. Và như vậy chúng ta phải chia nhỏ như này, chúng ta làm cẩn thận. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đây tôi làm với một đấy thôi, với một chủ đề kiến thức thôi. Không có nhiều. Còn nếu mà thực tế các bạn làm, các bạn sẽ làm phải nhiều chủ đề hơn. Rồi, xong rồi nhé. Xong rồi tôi bấm nút là đồng ý. Đó, thì nó sẽ đây. Bây tôi có thể xem lại, bây tôi xem lại được cái này, tôi xem lại của nó đây này. Đấy. Ở đây là tiếp tục bị phân bổ lại bị sai này, bây tôi cũng phải kiểm tra cái này bị lỗi chỗ này. Có chỗ này thôi, ở chỗ này là không. Bộ chỗ này là 4 này. Cái này các bạn phải tìm hiểu thêm, cái này là 4 này, đủ rồi này. Đấy. Và kiểm tra lại, kiểm tra sơ đồ test đủ khả năng rồi. Xong rồi. Bây giờ tôi ở đây nó bị lấp cái màn hình như này, đồng ý nhé. Đấy. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải bấm nút để ta lưu sang bên trái. Đây là ta đang nhập bên phải, nhưng phải nhập xong rồi nhé, bấm nút cập nhật nó sẽ bây giờ nó mới lưu sang bên trái, không bị ta bấm thoát là mất ngay nhé. Cập nhật này xong, nó vừa mới tạo ra một cái mẫu kiểm tra này rồi.
và bây giờ chúng ta có thể bấm vào đây và ta có thể sửa được, lại ta sửa, ta sửa vô tư, sửa thoải mái cái mẫu đi kiểm tra này. Đó, các bạn chú ý nhé. Nhưng mà chúng ta tôi vừa mới làm xong cái thao tác là chúng ta là nhập một cái mẫu để kiểm tra, ứng với nó là một cái ma trận đề cụ thể dùng để sinh để kiểm tra. Chúng ta tạo cái mẫu này rồi thì mẫu này là mẫu này này, chúng ta nhân lại cái mẫu của tôi là cái mẫu gồm có là bài mẫu có 10 câu, trong đó là có 4 câu nhận biết, 3 câu thông hiểu, 2 câu thấp và 1 câu vận dụng cao, và đó là cái mẫu của tôi, cái mẫu đề, cái ma trận đề của tôi rất đơn giản như vậy. Và với cái ma trận đề này tôi sinh ra bất cứ điều tra nào nó cũng tương đương nhau. Được chưa? Không lo là sinh lần một ra đề dễ, sinh lần hai ra đề khó, không chuyện đó, là nó tương đương nhau. Rồi tôi thoát ra và tôi sẽ như vậy, tôi vừa mới trình bày xong cái cái phần câu phần này. Bước 7 là bước khó nhất đấy. Bây giờ tôi sang tiếp theo là sang cái bước 8 là các bước cụ thể để tạo ra một cái đề kiểm tra cụ thể từ một cái mẫu đề mà tôi đã có ở đây nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái đề kiểm tra nhanh 10 phút bài 1 và đề đó sẽ dùng phát cho học sinh. Rồi thì từ nãy giờ chúng ta chỉ làm việc với một file, nên là file QB thôi đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với một loại file khác là file đề kiểm tra. Nhắc lại phần này của chúng tôi là làm việc đồng thời với hai loại file. Loại thứ nhất là cái file là file ngân hàng câu hỏi của đuôi là QB, chúng ta vừa mới đang làm việc với nó đấy. Loại thứ hai là file để kiểm tra. Chúng ta có thể làm việc đồng thời với hai loại file, có thể mở file, mở các file này đồng loạt với nhau nhé. Mở file để kiểm tra ra, mở file ngân hàng câu hỏi ra đồng loạt với nhau. Rồi bây giờ tôi muốn tạo một cái đề kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi, tôi phải mở ngân hàng câu hỏi trước đây và lệnh tôi lệnh này đây. Lệnh này lệnh số 2 này. Chú ý lệnh số 2 hoặc lệnh số 1 nhé. Ở đến đây nó có hai lệnh, là lệnh là khởi tạo để kiểm tra, lệnh này là lệnh dùng để khởi tạo. Lệnh này lệnh dùng để khởi tạo một đề kiểm tra một lần. Lệnh này lại khó hơn. Lệnh này là lệnh là khởi tạo nhiều đề kiểm tra một lần, lệnh này phức tạp lắm, lệnh này là chứ các bạn không cần biết đâu. Lệnh này là dành cho một, tôi muốn dùng lệnh này dành cho cái khối đại học. Còn khối chúng ta phổ thông chúng ta không cần. Vì tôi nói rồi là chúng ta sinh để kiểm tra từ cái mẫu để kiểm tra và sinh nó là hoàn toàn là tương đương nhau, thì chúng ta cứ bấm nút là ta sinh thôi. Từ sinh 3 đề chúng ta vào đề này, bấm nút sinh một đề, sau lại vào lại sinh lần thứ hai, vào lại sinh lần thứ ba, mỗi lần sinh như vậy chỉ mất khoảng 1 phút hoặc nửa phút là xong, rất là nhanh. Làm thử nhá. Rồi thì đây là cái giao diện gồm có 6 bước. Thực ra chúng ta có thể làm nhanh chỉ cần 2 bước thôi, nhưng mà tôi muốn cho các bạn xem đầy đủ cả 6 bước này dùng như thế nào nhé. Bước 1 là chúng ta nhập cái tên để kiểm tra. Cái file để kiểm tra là cái file có đuôi mở rộng là DQT để kiểm tra mà. Đấy. Và cái tên file này nằm ở đây. Thì chúng ta gọi tên file, gọi tên file bất kỳ, chúng ta gọi tên file theo tôi là không nên gọi có dấu, là KT10B1 ví dụ như vậy. Kiểm tra 10 phút 71. Thì mặc định phần mềm sẽ tạo ra cái đuôi phần mở rộng là DKT để kiểm tra. Còn đây chúng ta sẽ nhập cái gì? Nhập cái thư mục mà nó chứa cái để kiểm tra đó. Tôi lại vào lại của tôi lại đây. Tôi vào lại cái hôm nay là cái 25 tháng 3 được chưa? Đấy nhé. Và ta chọn đây là chọn bấm nó chọn cái mẫu đây. Bấm đây này. Và ta chọn mẫu đây. Để tôi vừa tạo vậy đây. Nếu có nhiều mẫu đề ta chọn mẫu đề nào mà ta muốn tạo ra. Bấm nút chấp nhận. Rồi ở đây chúng ta nhập cái dòng thông tin in ra ở trang đầu tiên để kiểm tra. Tôi viết là kiểm tra nhanh bài 1 được chưa? Bài 1 sách giáo khoa khóa 9 lấy dụ tùy ý nhé. Bây chúng ta sang bước 2, bấm vào đây này thì sang ngay bước 6 là ra luôn để kiểm tra, nhưng ta bấm cho nhanh cho dân quan sát từ bước 1 nhé. Bước 2 này, bước 2 chúng ta sẽ nhập lại tiêu đề trên, tiêu đề dưới của đề kiểm tra thì in ra đấy, nhập tên trường sẽ in ra ở phía trên, tên giáo viên in ra ở dưới tên trường nhé. Sang bước số 3 là chúng ta có thể nhập lại, thậm chí có thể nhập lại được cái sơ đồ test này. Sang bước thứ 4 là chúng ta sẽ nhập lại cái thang điểm tối đa nếu có, nhập lại cái thời gian làm bài nếu có, và thậm chí ở đây chúng ta có cho phép là nhập mật khẩu
Đó, quan trọng của cái đề kiểm tra này thì mật khẩu nó gồm có như sau này, tôi mô tả lại nhé. Mỗi một cái đề kiểm tra nó sẽ có hai lớp mật khẩu. Mật khẩu thứ nhất là lớp là mật khẩu để xem, và hai là mật khẩu đầy đủ. Mật khẩu để xem là gì? Mật khẩu để xem là mật khẩu dùng để mở ra và làm bài kiểm tra. Thì cái đây là mật khẩu bên ngoài dành cho học sinh. Thì nếu mà các bạn nếu mà chúng ta tổ chức kiểm tra online cho học sinh trên một cái bảng len đấy, thì giáo viên có thể cấp cho học sinh cái đề kiểm tra trước. Học sinh có thể mở ra nhưng mà chưa mở được, học sinh chỉ còn nhập mật khẩu. Thì đúng đến giờ làm bài chúng ta cho học sinh mật khẩu, học sinh sẽ mở ra để làm bài. Thì đó là bước một, là chủ đề là bước một là mức là khẩu mật khẩu để xem. Mức thứ hai là mức đầy đủ là gì? Là mức chúng ta có thể mở để kiểm tra ra, chúng ta có thể chỉnh sửa để kiểm tra nào, chỉnh sửa bên trong để kiểm tra, thêm bất câu hỏi, chỉnh sửa nội dung câu hỏi. Thì mặc định nó là rỗng thì ai cũng mở được hết nhé. Rồi sang đến bước số 5 là chúng ta nhập vào đây các lựa chọn khi in, có in tên giáo viên hay không, có in từ trên từ dưới hay không, đấy, in tên trường hay không, vân vân. Và thậm chí là đây là nhập cái tên log file. Cái này chưa cần đâu, nhưng mà cái này nếu mà mai kia trường các bạn làm cái việc là gì, làm cái việc là cho học sinh làm bài kiểm tra online trên cái mạng LAN ấy, thì cần cần cái này. Tức là khi mà học sinh mà làm bài online trên máy tính ấy, thì khi làm xong thì kết quả là bài nó sẽ lưu vào cái file này, và cái file này này là nằm ở trên máy của giáo viên. Thì giáo viên cho học sinh thi thi xong rồi thì trên máy giáo viên chúng ta mở cái file này ra, chúng ta cứ xem điểm học sinh, từ học sinh của cả lớp mình. Thì cái phần này là quan trọng đối với cái việc thi online, còn bình thường không thì không, ta có thể bỏ qua. Rồi chúng ta sang bước số 6. Đây, bước cuối cùng. Bước này là bước thực chất ra thì xem lại và soát lại thôi, còn không nhưng không phải làm gì cả. Bước này kết thúc, hoàn thành luôn. Xong rồi. Đấy, có thấy không? Rất là nhanh và nó hoàn thành ngay một cái đề kiểm tra, và đề đó khi tạo rồi thì nó mở luôn ra. Mở luôn ra là cái tệp này. Tệp là KT10B1, nó nằm ở đây này. Đây là cái bài tập B10 này. Nó tạo ra hai file nhé. Đây là file chính, đây là cái file tạm, cái file là cái file phòng hờ. Chẳng may mà cái file này mà nó hỏng, các bạn có thể lấy lại cái file này. Rồi, bị chúng ta xem lại được. Đây. Đây là cái file kiểm tra đang mở rồi này. Đang mở kiểm tra, đang mở này. Đó. Bây giờ chúng ta có thể gì? Đây tôi vừa nhé, vừa tôi vừa mới làm xong cái lệnh là gì? Vừa xong cái lệnh là khởi tạo để kiểm tra từ mẫu đề. Rất là nhanh. Chúng ta làm để tôi làm lại quả xem rất là nhanh nhé. Và bây giờ phải xem in ấn để kiểm tra nhé, mình xem này, xem trực tiếp trên màn hình nhé. Bấm đây là xem, đang mở để xem lên đây. Đây, để tôi vào xem đây. Các bạn có thể in ra giấy, hoặc các bạn có thể in ra giấy in đấy, hoặc các bạn có thể bấm đây này thì nó chuyển ra cái file doc, chuyển ra cái file doc doc này chẳng hạn, doc exe chẳng hạn. Đó, chúng ta có thể để tôi thử ghi ra cái file doc nhé. Rồi. Bây giờ cho bạn xem luôn kia là cái lệnh gì, cho xem luôn là cái lệnh là in để kiểm tra các quả và đáp án nhé. Đây, cái lệnh này này, cái lệnh này là in để kiểm tra, in để kiểm tra cả đáp án luôn này, in cả đáp án luôn. Bấm đây xem. Đây, xem đề đây nhé, đề phía dưới cùng nó là đáp án ở phía dưới. Không có là chuyện lệnh khác đi. Đây, in đáp án mình là điểm ra. In đáp án đây. In đáp án đây, in đáp án để trả nhé. Đó, bây giờ tôi sẽ tạo ra một tệp nữa thật nhanh cho bạn xem nhé. Đây là kiểm tra 10B1 nhé. Tôi tạo một đề thứ hai này. Rất nhanh này. Tên là KT12 nhanh nhé. Là bài 2. Bấm vào đây. Còn nó đây rồi, đúng không? Nhanh đây rồi. Kiểm tra lần 2. Bấm nút này. Xong luôn, xong luôn, bấm là xong luôn. Nhưng mà là rất là nhanh. Đấy, xong rồi. Vừa mở nhưng mà tạo ra hai file. File này là file thứ hai. Đang mở đây này, file thứ hai. Hai cái tệp này đều sinh ra từ một cái mẫu đề, từ một cái mẫu đề kiểm tra. Hai cái tệp này, hai cái đề kiểm tra mà là nó khác nhau. Như vậy là
Nên để chúng ta để chúng ta mà càng nhiều câu hỏi thì việc sinh ra sinh đề kiểm tra nó càng trở nên là đa dạng, không không bị trùng một chủng nào. Vậy hiện nay phần mềm đang mở ra hai file, đây là mở hai file để kiểm tra đấy, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh là gì. Đang mở đây rồi, tôi lại mở lại bài K10 B1 nhé. Bây giờ tôi làm cái lệnh này, tôi làm cái lệnh là chọn câu hỏi để kiểm tra. Là từ một đề gốc tôi sinh ra nhiều đề khác nhau. Đấy, thì nhiều khi nhà trường cũng đang, các bạn cũng cần các con làm một đề kiểm tra thôi. Sau chúng ta hoãn vị đi, chúng ta làm năm đề khác và cho học sinh làm, in ra cho học sinh làm để cho học sinh hai học sinh cả cạnh nhau nó không bị giống hệt nhau. Đây lệnh này đây, đang mở đây rồi nhé. Tôi vào lệnh này, tôi vào cái lệnh là khởi tạo trộn, khởi tạo câu hỏi và trộn để kiểm tra. Ở vào đây nhé. Đó. Ở đây tôi sẽ là tôi sinh ra là từ một gốc tôi sinh ra là năm đề nữa nhé. Thì cái năm đề này này là phần mềm sẽ hoán vị các đáp án, các câu hỏi của cái đề gốc kia và sẽ tạo ra cái mới. Ở đây chúng ta bấm này để chúng ta chọn các cái mã đề, tự động chọn ra cái mã đề cho năm năm cái đề đó nhé, đồng ý này. Ở đây là cái thông tin của cái tệp Excel dùng để lưu trữ các phương án của năm cái đáp án đó. Ở đây các lựa chọn mục định là chọn này là chọn cái gì, là nó hoán vị chọn tự các câu hỏi chính đồng thời chọn phương án trả lời luôn, vừa vừa chọn câu hỏi vừa chọn phương án trả lời. Rồi đây là cái đề thứ một để lưu trữ đây, đồng ý. Bắt đầu này, xin nhận này, xong tôi kiểm tra lại nhé. Đây này, đây, cái file gốc là file là KT10B1 nhé, nó sinh ra 5 file đây, 001, 002, 003, 004, 5 cái file này nó giống như là nó là giống hệt cái tiệm này, chỉ khác là nó hoán vị câu hỏi và hoán vị phương án trả lời thôi. Bây giờ có thể bấm vấn đề chúng ta mở mở cái tiệm này ra, ta xem cái các phương án này, phương án 1, 2, 3, 4, 5 đây này, đấy. Được chưa? Và việc tôi có thể là đây mở đây, tôi có thể mở một cái file khác, tôi mở cái file số 2 này ra nhé, mở ra cái file số 2 này, mở ra và xem lên đây này. Đấy, đây là file số 2 này, được chưa? Đấy. Và đây phần mềm của cho phép chúng ta là mở cùng lúc là nhiều file để kiểm tra. Rồi mình tôi quay lại cái file 1 nhé, KT10B1 là file kiểm tra để kiểm tra đầu tiên nhé. Bây giờ tôi thiện nốt cái lệnh này, là cái lệnh là chỉnh sửa đề kiểm tra, tách ghép đề kiểm tra, chỉnh sửa. Nếu chúng ta có đủ mà mật khẩu đầy đủ thì chúng ta được phép là chúng ta mở cái đề kiểm tra ra, chúng ta chỉnh sửa bên trong, chỉnh sửa từng từng nội dung một, từng câu hỏi một, làm thử nhé. Đây tôi đang mở ra đây này, tôi vào lệnh này, tôi vào cái lệnh là đề kiểm tra, vào cái lệnh là gì, là điều chỉnh chi tiết đề kiểm tra. Đấy, này cũng quan trọng này nhé. Cái này là cho phép gì, mở ra này, ở đây chúng ta có thể thay đổi cái gì, chúng ta nhập lại tiêu đề trên, tiêu đề dưới, tên trường, các bạn tên trường, tên giáo viên. Chúng ta vào đây chúng ta có thể sửa lại thời gian làm bài, sửa được nhé, làm bài sửa được thang điểm tối đa. Đấy. Sửa được cái tên file log nhé, rồi là ta sửa được cái mật khẩu, đây đặt lại mật khẩu cho nó, đặt lại các cái kiểu in vân. Và bấm vào đây, chúng ta sẽ nhập điều chỉnh chi tiết nội dung câu hỏi. Bấm vào đây, nó ra cái này, và chúng ta có thể mở câu hỏi số 1 đây. Chúng ta có thể mở xem câu hỏi 1 này. Chúng ta có thể thêm bớt chữ vào đây, thêm bớt được chưa? Đấy, thêm bớt chữ vào đây thoải mái, vô tư nhé. Đấy. Và đây các hóa trả lời chúng ta có thể xem từng phương án 1, phương án 1, phương án 2, 3, 4 đây. Chúng ta có thể chỉnh sửa từng phương án 1. Xong rồi chúng ta bấm nút kết thúc, có thể xóa. Đấy, yes, ghi lại nhé. Tôi bấm tôi xóa này, chọn câu hỏi này đây nhé, tôi xóa này. Tôi có thể di chuyển cái câu hỏi lên trên lên xuống bằng nút này. Tôi có thể là bổ sung câu hỏi từ một đề khác, bổ sung câu hỏi từ file Word, hay là nhập trực tiếp từ text editor. Đấy, có thể làm rất nhiều việc nhé. Rồi làm xong rồi tôi bấm nút kết thúc, ghi lại, yes, ghi lại và mở luôn ra. Đấy. Mở luôn ra cái file này. Được rồi, như vậy tôi vừa mới trình bày xong hầu hết lệnh mà tôi muốn nói rồi đấy. Bây giờ sang lệnh cuối cùng.
Nhưng mà là 8 rồi nhớ, 9, 10, 11, 12, 13 rồi. Bây giờ tôi câu hỏi 13, 13 chưa? 13 là cái lệnh là rà soát kiểm tra câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi. Đây là lệnh gì? Là cái lệnh là như này, khi chúng ta đã nhập rất nhiều câu hỏi rồi, chúng ta có một hàng ngàn câu rồi, bị chẳng may nó hỏng một câu, nó bị sai một câu, chúng ta sửa như nào thì chúng ta sẽ phải quay lại, chúng ta tìm tìm kiếm ở trong ngàn câu hỏi, tìm ra câu hỏi đó, chúng ta chỉnh sửa. Cái làm là như sau. Đây, cái lệnh là khi đã mở rồi nhé, đã mở cái nào, mở tiệm ngân hàng rồi, chúng ta vào lệnh công cụ, vào lệnh là xem nhanh câu hỏi. Dù là xem nhanh thôi nhưng mà ta phải xem tỉ mỉ từng câu một, và có cái bộ lọc rất là hay. Bấm vào đây. Thì đây là các câu hỏi đây, chúng ta có thể xem từng câu một, có thể hàng ngàn câu, rất là dài nhé. Vì nó dài quá, tôi có thể đặt lọc lại. Bấm đặt lọc. Tôi sẽ đặt lọc lại theo kỹ năng. Tôi chỉ muốn là đặt lọc, tôi chỉ xem đến những câu hỏi thuộc vận dụng cao thôi. Đấy, bấm nút đồng ý. Đấy, thì vậy nha. Đây là ba câu hỏi vận dụng cao, tôi có thể xem lại ba câu hỏi này xem nó sai ở đâu. Đấy, và cũng như vậy tôi sửa. Bấm lên để sửa nội dung. Đấy, sửa nội dung. Đấy chưa? Đó, bấm lên để lại một câu hỏi. Đây là cái tính năng lúc nào là xem nhanh, rà soát lại, tìm kiếm các câu hỏi trong cái hàng câu hỏi. Đây là đặt lọc nhé, để lọc theo kỹ năng hoặc theo chủ đề kiến thức. Đây tôi có thể đặt lọc từng từng phần một. Đó. Nếu tôi chỉ muốn là xem các câu hỏi của chương một thôi. Đấy. Hiện câu hỏi của chương một, hoặc là bấm vào đây chọn câu hỏi của chương hai thôi. Hiện chương hai tôi kiểm tra lại các câu hỏi của chương 2 xem sai đúng sai ở đâu, hoặc tôi có thể hủy đi, chọn câu hỏi của bài nhôm thôi. Đó. Ta đặt lại cái bộ lọc để ta tìm kiếm câu hỏi cho nó chính xác. Thậm chí tôi có thể tìm kiếm theo gì, tìm kiếm theo lọc theo nội dung câu hỏi. Đây này, bấm đây này. Đấy, và chọn cái nhập cái chữ, cái chữ là axit chẳng hạn, xem câu hỏi ta có chữ axit có không, tìm câu hỏi có chữ axit. Nhé, đó là cái lệnh nhà xem nhanh câu hỏi. Lệnh là theo tôi lệnh rất quan trọng, khi mà chúng ta có rất nhiều câu hỏi rồi, đã nhập hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn câu rồi, thì lúc bây giờ cái nhu cầu cần tìm kiếm nó quan trọng. Rồi, như vậy tôi vừa mới trình bày xong những lệnh chính rồi. Bây giờ cuối cùng là cái lệnh kiểm tra trắc nghiệm, chỉ để mô cho bạn xem thôi. Là khi mà chúng ta cho học sinh làm bài online, chúng ta là học trong sinh bài về nhà làm bài, chúng ta sẽ copy cái file, copy cái file này và gửi cho học sinh. Học sinh ở nhà sẽ mở một cái download về một cái tải về phần mềm khác và mở ra làm bài kiểm tra online. Tôi sẽ mô tả để các bạn kiểm tra online như thế nào nhé. Trên phần mềm là có chức năng kiểm tra online. Đây đã mở đây này. Tôi vào lệnh này và có cái lệnh là kiểm tra kiến thức. Kiểm tra trực tuyến nhé. Đây này này. Để kiểm tra trực tuyến theo cái đề này đang mở đây nhé. Bấm vào đây. Rồi. Nhập họ tên nhé, lớp 9A số báo danh, ví dụ thế nhé. Bấm nút kiểm tra. Thời gian làm bài là 10 phút đây này, thì bấm vào đây thì học sinh sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra. Học sinh sẽ nhìn trên màn hình, trên học sinh nhìn thấy là từng câu một làm bài ở đây. Đây là câu một nhé, câu một đây. Bấm nút đây là đáp án A, sang câu tiếp. Câu 2, đáp án B, sửa đây. Đáp án câu 3, đáp án C. Câu 4, đáp án D. Học sinh có thể quay lại để xem câu 3, sửa lại đáp án B. Đấy. Câu tiếp, đáp án D. Câu tiếp, đáp án D. Câu tiếp, đáp án A. Câu tiếp, đáp án C. Câu tiếp, câu 8 rồi, đáp án C. Câu tiếp, đáp án D. Câu tiếp, đáp án A. Hết. Cho nó coi xem, có lại xem câu hỏi thứ 4. Có thể chỉnh sửa sang câu hỏi C. Đó. Chứ mình ở đây là ghi, đây là thời gian đã làm bài, của đây là thời gian còn lại làm bài. Khi mà hết hết 10 phút ấy, thì tự động nó sẽ thoát ra và điểm số hiện ra. Học sinh có thể nộp bài trước bằng lệnh này. Nộp bài rồi thì thôi, thì không không sửa được nữa thì ra về thôi. Nhưng mà khi nộp bài, lập tức phần mềm thông báo điểm ngay trên trên màn hình. Vì đây là tất cả lưu trên cái file này lưu ở trong trong bộ nhớ, nhưng mà phần mềm biết là câu hỏi này là đúng hay là sai, làm biết ngay. Bấm nộp bài. Máy báo ra thì là làm bài hay còn bạn có muốn nộp bài không? Bấm biết là nộp bài. Nộp bài rồi thì không 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 làm bài nữa. Yes. Máy thông báo điểm luôn. Đây là 2 điểm. Đó. Làm xong rồi thì bấm nút đóng thì đi về thôi. Đấy chưa? Thì đó là cái là có đó là cái mà
để cho các bạn xem cái giao diện của cái lệnh là bài kiểm tra online. Đây bây giờ tôi vừa trình bày như vậy, tôi vừa trình bày xong với các bạn là toàn bộ là 14 cái lệnh mà theo tôi làm là quan trọng, các bạn cần phải biết. Còn thực tế khi mà các bạn thực hành ấy, các bạn sẽ phải làm rất nhiều, các bạn quen được. Nhưng tôi là người rất thạo, tôi làm nhanh như vậy. Thì các bạn về nhà các bạn tìm hiểu thêm nhé. Có ai muốn hỏi gì không nào? Thì tôi trả lời luôn. Có ai khó hiểu không? Có chẳng muốn hỏi gì không? Im lặng thế. Có ai hỏi gì không? Dạ không ạ. Thầy ơi, ơi hôm nào thầy gửi cho chúng em xin lại cái bài giảng của hôm nay với ạ. Mấy thầy có cái tài liệu Word không? Thầy cho chúng em xin làm cho dễ ạ. Rồi, tôi gửi cho cái này, thế này nhé. Cái video này thì tôi đang lưu này. Lát nữa khi mà xong rồi tôi sẽ lưu vào, sau lưu vào máy tính mà tôi sẽ để lên YouTube và gửi cho các bạn cái link của YouTube, các bạn sẽ ở nhà xem nhé. Dạ vâng ạ. Giờ mà lớp mình có ai có Zalo của tôi chưa? Qua các bạn Zalo với tôi đi, tôi sẽ gửi cho các bạn cái link đó. Thầy cho chúng em xin số điện thoại ạ. Các bạn ghi đi. Không đây này, tôi lưu ở đây nhé. 090 có lên màn hình. Đi rõ không? Đi rõ không? 090345481. Nhìn rõ chưa nào? Đấy. Rồi ạ. 0903454818. Rồi ạ, rõ rồi thầy ạ. Thì các bạn kết bạn với tôi ở Zalo nhé. Sau đó thì tôi sẽ gửi cho các bạn các cái thông tin liên quan đến cái này. Thành quan thì đơn giản thôi mà, đâu có khó đâu, chỉ nó hỏi cẩn thận tỉ mỉ thôi, mà không phải chịu khó nữa. Nhiều người là cái kiểu như là nhiều, tôi biết là nhiều giáo viên là cái theo kiểu là gì, là cứ nghĩ là đơn giản, nghĩ là ôi có phần mềm về là học mà cái khó là chán nản. Đấy, có những điểm như vậy thì chúng ta phải ghi mà chịu khó thôi. Cái này nó phần mềm này nó phức tạp lắm, không đơn giản. Chịu khó làm, nhưng tôi làm vào rồi đấy, làm cẩn thận từng bước một, dần chúng ta sẽ quen dần nhé. Khó nhất vẫn là cái khâu gì, hai chỗ khó nhất, một là chuyển nhập câu hỏi từ file Word. Chúng ta phải nhập câu hỏi từ file Word thật là cẩn thận thế này. Cái tập này thì tôi gửi cho các bạn cái tập này, các bạn xem, các bạn làm đúng được câu này cho tôi. Tuyệt đối là không dùng bullet. Rất nhiều giáo viên là ở đây rồi nhưng về nhà vẫn cứ dùng bullet. Đấy, tôi là học bét. Thì các bạn bấm vào đây này, mà thấy ở trên này nó sáng tinh như này thì là đúng. Còn nó thấy mà nó khác đi thì là thấy cái chuyện đó, nó mờ đi là sai. Không dùng bullet. Và dưới cái này này không dùng bảng để lưu bốn, cái này không dùng bảng nhưng không dùng table để lưu bốn, làm thành bốn dòng, làm thành ra đây là bốn dòng, mỗi dòng là một paragraph bình thường thôi nhé. Chú ý ở bên trong lòng cái nội dung câu hỏi đây nhé. Ở bên trong lòng dung của nó thì chúng ta có thể dùng bảng được, có thể dùng bảng, có thể dùng hình ảnh được, nhưng mà ra ngoài cái này thì không được, chúng ta lại không được dùng bảng. Chú ý nhé, phải gọi đúng theo cái này, chính xác theo con dạng này, đơn giản thôi mà. Các bạn, tôi sẽ gửi cho các bạn những cái tệp này nên để cho các bạn tham khảo. Ai hỏi gì được không? Dạ không ạ. Rồi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn thầy ạ. Ngay mặt trường cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Chúng em chào thầy ạ. Ừ, chào ạ.